Lại là mình đây. Và video ngày hôm nay sẽ nói về chủ đề chính, đó chính là câu linh điện. Thì như các bạn đã biết câu linh điện là gì? Câu linh điện thì chỉ mở vào cái đẳng cấp, đó chính là phải cái đẳng cấp nữa mà cái level đó là thiên tiên. Mình không biết gọi đúng hay không, mình không biết cái, không biết nói về cái cảnh giới, cái cảnh giới thiên tiên. Thì từ khi mà cái bạn nào mà đạt được thiên tiên 1 thì nó sẽ mở ra cho các bạn cái câu linh điện. Và làm thế nào để sử dụng câu linh điện và nó dùng để làm gì, thì trong video này mình sẽ nói tất cả là làm thế nào để sử dụng hợp lý cái tiên thạch để chúng ta có thể vào câu linh điện hợp lý mà không phải mất quá nhiều tiên thạch. Thì đầu tiên chúng ta cần phải nói đến, đó chính là số tiên thạch chúng ta cần phải tiêu cho cái câu linh điện này như thế nào thì hợp lý. Thì mỗi ngày chúng ta có thể trích ra ít nhất là 10.000 tiên thạch để chúng ta có thể mà câu linh. 10.000 đối với các bạn thì một ngày thì các bạn cũng có thể làm được, các bạn có thể chế nó tự cung cấp cho các bạn hơn 10.000 mỗi ngày, thì sẽ hơn 10.000 nếu các bạn vào nhận hàng ngày, không cần nhận hàng ngày mà cứ để đó, nó sẽ tự cộng vào hết trong túi các bạn luôn. Và câu linh điện, những tại sao mình phải câu linh điện? Câu linh điện thì nó sẽ có cho các bạn những cái linh hạp. Đây mình xài là linh hạp đi, tại vì trên đây nó có ghi những linh hạp nè. Mình không biết cái mấy này là gì. Linh thể thì những cái linh thể này kiếm ở đâu? Thì kiếm từ câu linh điện hoặc là kiếm từ những cái sự kiện nó mở ra, và từ trong những cái túi đây giống như vậy, mình mở ra thì nó sẽ có. Và những cái túi này á, thường thường là các bạn có thể vào đây các bạn đổi, và nó cũng có thể có trong những cái sự kiện, rất là nhiều sự kiện luôn, nó đều có hết. Giống như là đang cái sự kiện phẩm trà này, thì trong cái cửa hàng thì nó sẽ có những cái như vậy đó, những cái túi màu vàng này mà nó rất là đắt, rất là đắt. Cho nên là mình khuyên các bạn hãy làm những sự kiện này thì sẽ dễ hơn, sự kiện này hoặc là linh bảo, những cái sự kiện này thì sẽ dễ hơn rất là nhiều, thì các bạn sở hữu được những cái linh thể mạnh. Đây như thế này, sức mạnh hoạt động mình có thể thấy. Giờ mới biết luôn, thường một linh chủ, tại sao lại có cái danh hiệu này ta? 200 vẫn có cái danh hiệu luôn. Bình thường thì đâu có đâu ta, bình thường thì không hề có nha. Nếu như bạn nào để ý kỹ thì bình thường thì sẽ không bao giờ có cái danh hiệu thần một linh chủ này, nhưng là nó mới ra. Quay trở lại với cái vấn đề chính, câu linh điện, thì ở level ở cái cảnh giới thiên tiên thì nó sẽ mở ra cho các bạn cái ngự linh này, thì sẽ có gồm câu linh điện, ngự linh cái thứ. Thì đạt cái thiên tiên thì nó sẽ mở ra tử vi tinh cung, nó sẽ mở ra tử vi tinh cung. Và khi các bạn đạt tới nhục thân thiên nhân á, thì nó sẽ mở ra cho các bạn tiếp, và cứ lên cao một bậc thì nó sẽ tiếp tục mở ra cái
cảnh giới lên cao, nhịp thân lên cao, rồi sẽ tiếp tục mở ra. Và nó cộng những cái gì? Thì nó cộng rất nhiều chỉ số, giống như là bộ pháp, phá quân, sát thư, hổ, khí hướng, hồi xuân, suy giáp, sát thương thủy, phản chấn và sát thương hỏa. Đó là những gì mà mình cộng cho cái ngựa linh của mình. Không có gì nhiều, tại vì mình chỉ tìm kiếm được những cái linh thể này cao thôi. Phục hồi xuân, đây là những gì mà mình có thể tìm được và mình có thể mở ra. Và đó là ngự linh ở level ở cảnh giới thiên tiên, nó sẽ mở ra cho các bạn. Thiên tiên hoặc là nhục thân thiên nhân, nó sẽ mở ra, nó sẽ đều mở ra cho các bạn. Tiếp theo, quay trở lại với câu linh điện, thì mỗi ngày các bạn chỉ cần trích ra 10.000 thôi để làm câu linh. Nếu mà không được hôm nay thì bạn qua ngày khác, chứ các bạn đừng có mà tiếp tục câu, thì nó sẽ tốn rất là nhiều và rất là phí. Như mình đây, mình đang có 243.000 thì mình sẽ câu một lần đó. Câu tiếp, các bạn hãy để ý nha, đừng xài quá nhiều thiên thạch, tại vì khi các bạn mới lên tiên giới hoặc là các bạn vừa vào thiên tiên á, thì các bạn phải rất là cần thiên thạch để các bạn mua cái bản vẽ vũ khí, và các bạn mua mấy cái mà đan dược, hoặc là bạn nào chưa có phục hy nguyên thần thì bạn sẽ mua. Thì đó, quay trở lại đây, hồi nãy là mình có 243, bây giờ mình 241, mình tiếp tục mở. Các bạn nên nhớ là đừng sử dụng quá nhiều. Đây mình sẽ một cái, hai cái rồi. Nếu như các bạn thấy nó lên tới cái trường sinh á, thì các bạn nên mua cái cuối cùng. Rồi các bạn nghĩ đó là quá đủ ngày hôm nay. Các bạn đừng có mà vội vàng, mà các bạn bấm liên tục thì cái tỷ lệ ra cái hỗn loạn hay là cái thái cổ rất là ít. Có nhưng mà nó sẽ làm tốn rất là nhiều tiên thạch, sẽ phí và không giúp ích được gì nhiều. Trong khi đó các bạn cũng có thể vào để đổi, hoặc là các bạn có thể chờ những cái sự kiện. Mình thì những cái đồ này thì mình toàn mở trong cái sự kiện ra thôi, mình không có cái nào mình câu linh hết á. Mỗi ngày mình câu linh một chút xíu thì nó sẽ có một chút xíu. Vào đây mình sẽ thử ghép luôn các bạn. Mình vừa mới lên kim tiên 1, mình sẽ test cho các bạn luôn thái vi tinh cung. Đây mình có hai cái rồi nha, phá quân và mũi tiệp. Mình sẽ thêm cái phản chấn, thêm cái sát thương hỏa và thêm hai cái luôn, thêm nguyên một. Thì các bạn không thể nào mà để hai cái giống nhau trong một cái tinh cung này, thì chỉ được một cái thôi. Thì cái bách linh á, cái màu trắng thì nó sẽ không được nâng level. Các bạn nhớ rằng nó sẽ không được nâng level, và nó đã đạt được các cái đan, nó chỉ có cộng công nguyên một hoặc là một cái gì đó thôi. Cái màu trắng thì rất là phế, nên là các bạn nếu mà có dư quá nhiều cái màu trắng thì các bạn nên phân giải đi, phân giải nó để các bạn có cái số các bạn có số cái này nè. Mình chưa biết đây là cái gì, mình chưa đọc kỹ cái đó, mà mình có cái đó để mình nâng level lên, mình tăng cấp lên. Thì đó là video ngày hôm nay về làm thế nào để các bạn câu linh điện một cách hợp lý và
không bị tốn thiên thạch nhiều, và các bạn vẫn được có cái linh thể mỗi ngày, hàng ngày thì ngày nào hơn bạn nào, các bạn có thể xài một ngày các bạn có thể hàng 20.000. Gì đó, ngày nào hơn thì các bạn có thể bấm thái cổ, hơn hơn nữa các bạn có thể bấm vào hỗn loạn đó. Cho nên là đó là bên đây ngày hôm nay các bạn, mình một lời khuyên của mình cho các bạn là các bạn nên tích thật là nhiều thiên thạch, tích thật là nhiều thiên thạch, nó sẽ dùng một ngày không sao, nó sẽ dùng một ngày không sao. Các bạn nên tích đi, tích càng nhiều càng tốt, tích càng nhiều càng tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hãy like và subscribe để mình có thêm nhiều động lực để mình làm tiếp những video. Cảm ơn các bạn.